Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về tướng của những cái người phụ nữ mà vượng tài, vượng lộc các bạn nhé. Thì các bạn chú ý lắng nghe, có thể hiện tại các bạn chưa vượng tài, vượng lộc, nhưng nếu như trên tướng mặt của các bạn có một trong những cái điểm mình nói sau đây thì số các bạn sau này khá là vượng tài, vượng lộc đó. Mời các bạn lắng nghe. Thứ nhất là người phụ nữ nào mà sở hữu một cái mũi dài thẳng, sống mũi thẳng dài và cái đầu mũi tròn đó các bạn ạ. Thì các bạn nhìn trên hình nhá, đó các bạn thấy cái khoảng cách mà từ từ cái sơn căn này này cho đến cái đầu mũi này, khoảng cách này tương đối là dài nhá so với khuôn mặt của các bạn. Bên cạnh đó cái sống mũi của các bạn là sống mũi thẳng, nó không bị tẹt thấp quá này, hoặc là nó không bị gồ ghề đó, nó là một đường thẳng. Và cái đầu mũi, cái chuẩn đầu của các bạn này này, chuẩn đầu này là chuẩn đầu tròn, tròn chứ không phải nhọn hoắt lên đó, nó vẫn có cái hình tròn nhá. Thì là đây là một cái nét tướng rất là đẹp, tướng của cái người phụ nữ mà quyền lực và giàu có đó các bạn ạ. Trong nhân tướng học thì quan niệm rằng là cái người phụ nữ mà sở hữu cái mũi thẳng dài và đầu mũi tròn đó thì là những cái người phụ nữ khá là quyền lực và giàu có. Đa phần chị em mà sở hữu được cái tướng mũi này đó thì lại là những người mà vừa đẹp người vừa đẹp nết đó. Bên cạnh đó thì họ lại thường sở hữu cái tính cách rất là mạnh mẽ nhá. Những cái người phụ nữ này này rất là có ý chí và mạnh mẽ trong công việc đó các bạn ạ, và trong cuộc sống cũng thế. Họ thì không bao giờ mà chịu khuất phục trước những cái khó khăn và họ không ngừng nỗ lực vươn lên đâu để đạt được những thành công nhá. Cho nên là khi mà các anh em mà muốn kén vợ thì nên chú ý đến những cái yếu tố, những cái tướng như thế này nhá. Những cái bạn gái nào mà có thể thời trẻ mà được sở hữu cái tướng này thì có thể thời trẻ các bạn chưa có cái sự phát đạt và sự thành công đâu. Nhưng mà khi mà bước vào cái độ tuổi trưởng thành đó, bước vào độ tuổi trưởng thành thì thường thường trở thành những người vừa có địa vị trong xã hội, lại vừa có quyền lực và giàu có nhé. Đó. Và nhờ vào những cái khả năng kiếm tiền này, lại nhanh nhạy với thời cuộc, cho nên là càng về hậu vận thì cuộc sống gia đình của cái người này càng là sung túc. Đó. Tương lai của người ta là chỉ có an nhàn và ngồi hưởng phước lành thôi. Đó. Tiếp theo nữa là những cái người phụ nữ mà có cái thùy châu, cái phần phần tai này này, đó cái phần phần thùy châu này này rất là to, to và dày đó. Dân gian gọi là cái dái tai to đó, thì đây là một cái nét tướng rất là quý quý tướng của người phụ nữ, mà cái người mà có cái thùy châu vừa dày vừa to vừa sáng đó thì người ta gọi là phú quý tự tới, phú quý tự tới các bạn nhé. Thì cái người mà có cái thùy châu to dày và sáng đó thì là bẩm sinh người này, cái tiên thiên của người này là người ta đã có cái sức khỏe rất là tốt rồi nhá, sau này người này sống rất là thọ và người ta là còn có nét tướng của phú quý tự tới đó. Những cái người này là đã mang cái số sướng cuộc sống của họ thì ngay từ thời bé đã không phải, hầu như đã rất là êm ấm, rất là thuận lợi và hầu như là không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì đâu. Đặc biệt những người nữ mà mang cái nét tướng này ấy, thì là bản chất của người ta còn là những cái người mà rất là chất phác và hiền lành nhé. Trong cái cuộc sống, trong công việc hoặc là trong cái đối nhân xử thế thì họ luôn là cái người mà biết kính trên nhường dưới, họ luôn là người hòa đồng và khá là thân thiện với mọi người xung quanh đó. Cho nên là đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì thì mọi cái chuyện phước lành nó cứ hay đến với người ta, mọi sự may mắn nó rất là hay đến, hay gặp được quý nhân giúp đỡ, hay gặp được nhiều người quý trọng đó. Đó. Và tương lai cái cuộc sống của họ nó rất là may mắn và êm đẹp nhé. Tiếp theo nữa, một cái nét tướng rất là
ở cái phần này mình nói về phụ nữ nhưng mà nó áp dụng cho cả nam giới các bạn nhé. Cả đàn ông và phụ nữ nếu có những cái nét tướng này thì đều rất là quý. Thì mình nói tiếp này. Cái nét tướng tiếp theo là cái nét tướng mà cái người mà có cái vành tai đó, cái vành tai nó ôm sát vào da đầu. Thì các bạn chú ý này. Các bạn chú ý nhá. Cái vành tai các bạn hãy kiểm tra nếu như là cái vành tai này của các bạn này nó gần như nó ép sát vào vào cái phần 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 sọ, phần da đầu đó thì là một nét tướng rất là tốt. Chứ còn thực ra mình thấy rất nhiều người mà cái tai như này nhưng mà họ lại vảnh ra. Họ vảnh hết ra như này này, đó. Thì là một cái tướng xấu nhá. Còn nếu mà ép sát vào da đầu là một cái tướng rất là quý hiếm các bạn nha. Những chị em may mắn mà có cái vành tai áp sát vào đầu đó thì được xem là số của những người làm lãnh đạo đó các bạn ạ. Số của những người làm lãnh đạo. Đặc biệt là nếu như cái vành tai áp sát vào đầu cộng thêm kết hợp thêm cái nhân trung của người ta sâu, rõ nét, dài, nhân trung dài, cái chiều dài từ đầu mũi cho đến đầu môi này là khoảng cách tự so với mặt của họ là dài, sâu, rõ ràng và rộng nữa. Rộng nữa. Thì cộng thêm với lại cái môi mà môi người ta có lăng, có giác, có những cái đường viền môi lăng lăng giác đầy đủ đó, có đầy đủ, có độ dày, nó không bị mỏng đó, thì là họ là những cái người mà có địa vị trong xã hội, thậm chí là địa vị khá lớn đó, khá lớn trong xã hội. Hoặc là những cái người không có địa vị thì cũng có những cái quyền chức hoặc là danh lợi rất là lớn đó các bạn ạ. Và đa phần là chị em nào mà sở hữu được cái nét tướng tai như thế này đấy thì là người rất là sắc sảo, thông minh. Những cái người phụ nữ như thế này này, người ta có cái khả năng nhìn xa trông rộng rất là tuyệt vời nhá. Nhìn xa trông rộng trong công việc, trong mọi thứ trong cuộc sống của người ta đấy, cái khả năng linh hoạt và quyết đoán rất là ổn. Đó. Và chính là nhờ vào cái tài lãnh đạo lại cộng thêm cái khả năng nhìn xa trông rộng, giống như là người ta có cái sự trực giác đó, trực giác mách bảo đó. Cho nên là tương lai của những cái người phụ nữ này thì rất là dễ thành công hơn người nhé. Ngoài việc mà rất giỏi và nhanh nhạy trên thương trường thì họ còn là cái trụ cột trong gia đình đó. Họ là cái cánh tay đắc lực của người chồng để xây dựng cơ đồ vô cùng là vững mạnh đó. Mà nhiều khi là nói là những cái người phụ nữ mà có cái vành tai áp sát vào đầu cộng với nhân trung và môi đẹp như thế này này thì là những cái người mà gọi là quý nhân của người chồng đó, quý nhân của chồng họ đó các bạn nhé. Tiếp đến là một cái nét tướng nữa cũng rất là đặc biệt của người phụ nữ. Cái nét tướng mà người nào mà có cái nét cằm đầy đó, cằm đầy là cái nét tướng của người phụ nữ phú quý và vượng phu các bạn nhé. Không hiểu, tôi không hiểu tại sao bây giờ về cái nét đẹp thẩm mỹ người ta cứ thích phụ nữ là phải cằm nhọn, cằm 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 nhọn. Nhưng mà nếu mà nói về tướng số thì cái đó rất là xấu các bạn ạ. Sau này hậu vận thì các bạn sẽ tự thấy thôi. Cái cằm nó chủ cho hậu vận thì có thể đang ở tuổi trẻ và thì các bạn sẽ cảm thấy như thế là đẹp, là may mắn. Nhưng mà sau này càng về già thì các bạn sẽ tự tự biết rằng là cái hậu vận của các bạn như thế nào thôi. Nhân tướng học thì quan niệm rằng là cái phụ nữ mà có cái cằm đầy đặn thì là giống như là được phúc tướng của trời ban đó. Được phúc tướng của trời ban. Nhưng cái người phụ nữ này thì dễ được hưởng nhiều phú quý lắm. Vượng phu ích tử và có rất nhiều phước lành trong cuộc sống nha. Đa phần chị em nào mà có nét tướng này thường là người mà bẩm sinh đã sở hữu cái tố chất rất là nhạy bén, thông minh và tài giỏi đó. Nhờ vậy cho nên là mặc dù ví dụ như người ta chỉ có một thân một mình thì họ vẫn cũng có thể tạo dựng được cả sự nghiệp lẫn tài lộc vô cùng vững vàng dựa vào chính bản thân của họ. Những cái người phụ nữ mà cằm đầy đặn đó thì là những cái người phụ nữ mà hậu vận rất là tốt các bạn nhé. Những cái người này khá là biết chăm sóc gia đình con cái, khá là hiền hậu, hiền lành phúc hậu đó.
Tiếp đến nữa là những cái người mà có cái cung cung điền trạch rộng. Cung điền trạch là ở đâu các bạn nhé? Cái cung điền trạch là cái vần khoảng khoảng cách từ lông mày cho đến mắt này này đó, tất cả toàn bộ khoảng cách này là cung điền trạch các bạn nhé, của cả nam và nữ. Thì các bạn chú ý này, cả nam và nữ mà đều có cái cung điền trạch rộng rãi sáng sủa đó thì là người mà có phúc khí rất là tốt các bạn nhé, phúc khí rất là tốt. Đa phần những cái người mà sở hữu cái nét tướng này này rất là dễ giàu có, cuộc sống của họ không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì đâu, và càng về hậu vận thì lại càng thành công nếu như sở hữu cái cung cung điền trạch này rộng rãi. Các bạn chú ý nhiều người cái cung này này thì cái lông mày người ta mọc thấp lắm, mọc thấp lắm, mọc sát vào bờ mắt rồi là rồi rồi làm có cái những cái lông lông mày con nó mọc tràn lan hết vào vào cái khoảng này thì hoàn toàn không tốt nhá. Cái phần đó nó phải rộng, phải sáng sủa đó thì là rất là tốt, mà càng về hậu vận thì càng thành công, càng phú quý đó các bạn ạ. Cái phần của cung điền trạch này vừa rộng này vừa sáng, không có những cái vết thâm đen hoặc là tàn nhang, cái phần khí sắc ở đó nó sáng sủa đó thì rất là tốt. Những cái người phụ nữ này thì đa phần là sinh ra trong gia đình hoặc là có điều kiện kinh tế, hoặc là người ta được thừa hưởng tài lộc từ cha mẹ hoặc là người thân giúp đỡ đó. Sau này khi mà lập gia đình thì những cái người phụ nữ này còn mang đến nhiều cái phúc khí cho chồng người ta lắm các bạn ạ. Các bạn chú ý, họ mang đến nhiều phúc khí cho chồng, giúp cho cái sự nghiệp công danh hoặc là sức khỏe hoặc là cái sự thành công may mắn của người chồng đó rất là thuận lợi, ngày càng thêm hưng vượng đó. Cho nên là tất cả các bạn dù là nam hay nữ mà có mang những cái tướng quý như mình vừa nói ở trên thì các bạn ơi hãy cứ tự tin vào năng lực của mình nhé, và điều quan trọng là hãy nỗ lực hết mình trong cuộc sống, trong công việc, trong tất cả mọi việc, thì đó là cái yếu tố mà quyết định giúp cho cái cuộc sống của các bạn luôn là đầy đủ hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.